Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa và như thường lệ bây giờ chúng ta sẽ cùng với bình luận viên Anh Ngọc đến với trận đấu thuộc vòng 19 Serie A giữa Inter Milan và Lazio. À, vâng thưa nhà báo Anh Ngọc, sau chuỗi trận rất thành công đầu mùa thì Inter đã có 3 trận thua liên tiếp gần đây, trong đó thất bại trước đội bóng cùng thành phố Milan ở tứ kết Cúp quốc, của quốc gia Ý vừa qua thì theo anh điều gì đang xảy ra với đội bóng áo xanh đen ạ? À, đây là một mùa giải rất là buồn cười. Tôi nghĩ rằng là kỳ quặc với cầu thủ Inter Milan vào mùa hè thì các cổ động viên của họ đã phản đối họ một cách rất là mạnh mẽ bởi vì họ chi tiêu rất là ít và đưa về những cầu thủ mà các cổ động viên cho rằng đấy không phải là ngôi sao. Tuy nhiên, Inter Milan đã chơi đã đã chơi có thể nói là thuyết phục, thuyết phục về mặt về mặt kết quả chứ không nói về mặt lối chơi. Nhưng mà đã có một giai đoạn mà các cầu thủ Inter Milan dẫn đầu bảng liên tục và và họ đã trải qua một 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 series các cái trận đấu rất là hay và leo lên đầu bảng sau sau 16 trận bất bại. Tuy nhiên mọi sự bắt đầu thay đổi kể từ sau khi các cầu thủ Inter hòa không 0, 0 trên sân của đương kim vô địch Juventus. Kể từ đó thì họ có một trận đấu cực kỳ khó khăn với đội bóng Poggdenone đang chơi hạng 3 của của của, của bóng, bóng đá Ý ở, ở Cúp Ý và họ chỉ thắng ở trên chấm phạt đền. Sau đó là một serie ba trận thua thua liên tiếp, thua Udinese và thua Sassuolo ở giải Serie A và mới rồi, gần nhất thì thua uh, Milan trong trận đấu derby và tất cả mọi người đều thấy rằng, rằng là bây giờ Inter Milan đã trở lại cái gương mặt nhợt nhạt của mình. Uh, Luciano Spalletti rõ ràng là đã làm được rất nhiều điều cho Inter Milan ở giai đoạn đầu của mùa giải. Tuy nhiên, bây giờ thì uh, câu chuyện đã bộc lộ ra rất là nhiều. Đấy là uh, đội hình hai của của Inter Milan là quá là hạn chế. Tức là chiều sâu đội hình của Inter Milan không tốt. Đội bóng này không có những cái phương án chiến thuật cần thiết khi mà những cầu thủ quan trọng uh, của họ bị chấn thương hoặc bị treo giò. Inter Milan thì hiện tại còn đang trong giai đoạn là khủng hoảng phòng phòng ngự nữa khi mà Miranda và Uh, D'Ambrosio đều bị chấn thương. Trong khi đó thì uh, cái trách nhiệm ghi bàn đặt nặng lên Icardi quá. Cho tới thời điểm này thì Icardi đã ghi được 17 bàn thắng tại Serie A rồi. Nhưng uh, anh đã trải qua một series liên tiếp không ghi được bàn thắng nào cả và điều cho thấy rằng là khi mà uh, chân sút hàng đầu này không ghi bàn thắng thì ngay lập tức Inter Milan rơi vào thế khó khăn và không có được cái sự sáng tạo cũng như là tốc độ và đột biến cần thiết để có thể phá vỡ được hàng phòng ngự của đối phương. Việc mà cầu thủ Inter Milan rơi vào hoàn cảnh hiện tại như thế này kém Napoli 5 điểm kém Juventus 4 điểm đang khiến cho chính các cổ động viên của Inter Milan đang quay lại để chỉ trích uh, inter và và có lẽ là sẽ buộc Inter Milan phải gia nhập thị trường chuyển nhượng vào uh, tháng 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 1 này để mà kiếm thêm những cầu thủ mới chứ không thì cái mục tiêu uh, có lẽ là tôi nghĩ rằng là đoạt Scudetto là mục tiêu rất là xa vời nhưng mà mục tiêu mà giữ vững vị trí của mình ở trong top 4 thì cũng có thể sẽ gặp khó khăn bởi vì ngay phía sau Inter Milan thì là Roma Roma đang Roma đang đe dọa rất là khủng khiếp. Roma chỉ kém Inter Milan có hai điểm thôi nhưng còn một trận chưa đá. Trong khi đó thì các cầu thủ các cầu thủ Lazio đang bám ngay phía sau. Các cầu thủ Lazio cũng đang chơi rất tốt vào thời điểm này và tôi nghĩ rằng trận đấu với Lazio này là một trận đấu cực kỳ khó khăn đối với cầu thủ Inter Milan. À, trong khi Inter đang chơi rất tệ thì Lazio lại có kết quả khá thành công với việc thắng 3 trong 4 trận gần nhất. À, trong 5 lần đối đầu gần nhất thì Lazio cũng có lợi thế với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Tuy nhiên thì ở trận này thì Inter Milan lại được chơi, chơi trên sân nhà và họ lại có tỷ lệ chấp là 1 phần tư trái. Vậy với cái tỷ lệ này thì anh Ngọc sẽ chọn đội nào ạ? À, việc các thủ Inter Milan chấp là chuyện đương nhiên. Inter đã thắng các thủ Lazio 4 trong 7 trận đấu gần đây nhất ở giải Serie A rồi. Và họ lại được chơi trên sân nhà nữa cho nên là họ được đánh giá cao hơn là cũng là cũng đương nhiên thôi nhưng mà uh, tôi nghĩ rằng thắng Lazio không phải là một điều đơn giản một chút nào cầu thủ Lazio mùa này cũng chơi tốt thậm chí còn chơi tốt hơn mùa trước nữa cho tới thời điểm này thì họ đã ghi được 43 bàn thắng kể từ đầu giải đó là một con số có thể nói là là vô cùng ấn tượng họ có họ không 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 tuy nhiên vấn đề duy nhất của họ là họ không chơi tốt khi gặp phải những đối thủ uh, đối, đối thủ trực tiếp của mình thôi nhưng nhưng dù sao thì tôi nghĩ rằng là Lazio có thể có thể làm được một điều gì đó trên sân của của Inter Milan vào thời điểm nguy khốn cho Luciano Spalletti này tôi nghĩ trận đấu này sẽ có một kết quả hòa và có nghĩa là uh, ít nhất là cầu thủ Lazio sẽ có được một điểm Và như thường lệ bây giờ sẽ là những dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc về số bàn thắng của trận đấu lần này và tỷ lệ của chúng tôi vừa cập nhật là 2/3/4. Hàng công của Inter thì đang gặp vấn đề, trong năm trận đấu gần nhất thì họ chỉ uh, ghi được có một bàn mà thôi. Vậy uh, theo anh Ngọc anh có nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu uh, có ít bàn thắng uh, được uh, ghi không ạ? Uh, kể ra cũng hơi ngạc kể ra cũng hơi ngạc nhiên bởi vì Inter có một Icardi mạnh mẽ như thế, Icardi đang là vô phá lưới cho thời điểm này với 17 bàn thắng mà uh, cho đến giờ mới chỉ ghi được có có 34 bàn có 34 bàn sau một giai đoạn như thế này thì uh, sau 18 trận đấu thì có thể tôi cho rằng là cũng không phải là cũng không phải là quá thấp nhưng cũng không phải là quá nhiều nó không thể hiện được rõ cái 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 sức mạnh tấn công của đội bóng này trong khi đó thì Lazio đang chơi rất là hay Chiro Immobile chỉ đứng ngay phía sau Icardi trên hàng trong số những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của giải Serie A cho tới lúc này thôi ghi được 16 bàn thắng và hàng công của Lazio hiện tại đang rất là tốt À, tôi 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 mong đợi một trận đấu hay căng thẳng và hấp dẫn trên sân San Siro và cơ hội sẽ sẽ rất là nhiều nhưng mà tôi nghĩ trận đấu sẽ có có thể chỉ có hai bàn thôi và nếu như thế thì sẽ không có được con số này nếu mà tỷ số là một đều thì có nghĩa là không đạt hai ba phần tư vâng thưa quý vị và các bạn cùng vòng đấu 19 Serie A thì còn có một trận đấu đáng quan tâm nữa đó chính là trận đấu giữa Fiorentina và AC Milan và Milan thì sau chuỗi hai trận thua liên tiếp thì vừa bất ngờ thắng Inter tại tứ kết cúp quốc gia. Tuy nhiên thì trong trận đấu này thì các nhà cái vẫn đưa ra uh, tỷ lệ uh, vẫn đưa ra một cái tỷ lệ mà đánh giá Fiorentina cao hơn đó là uh, đội chủ nhà sẽ chấp đối thủ của mình với tỷ lệ 1 phần tư trái. Vậy thưa anh Ngọc liệu uh, Milan có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng của mùa này hay không ạ? Tôi nghĩ trận thắng uh, của Milan trước Inter thì nó chỉ như là một cái một cái giọt nước ở trên cái sa mạc nóng bỏng mà thôi. Nó chỉ giải quyết được một số vấn đề liên quan đến tinh thần của đội bóng thôi chứ còn trong trận đấu đấy các cầu thủ AC Milan thực sự cũng không cũng không áp đảo được các cầu thủ Inter và vẫn còn rất nhiều vấn đề trong việc phòng ngự trong việc tạo điều kiện cho những cái bàn thắng cũng như là cũng như là ghi bàn thắng họ chỉ thắng cầu thủ Inter một 0 và bàn thắng được đến ở ở hiệp phụ mà thôi thành ra là tôi nghĩ những vấn đề mà AC Milan đang có vào thời điểm này đấy là tinh thần đấy là uh, phong độ và điểm rơi của các cầu thủ cũng như là khả năng tấn công khả năng kết liễu các cuộc tấn công thành bàn thắng và Uh, và 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 khả năng chiến thắng của chính Milan ở trong trận đấu này tôi nghĩ là thấp, thấp bởi vì tại sao thấp bởi vì các cầu thủ uh, Fiorentina đang đứng trên các cầu thủ AC Milan hơn có 2 điểm thôi nhưng mà hơn 3 vị trí. Và thực và thực tế thì Fiorentina chơi tốt hơn nhiều các cầu thủ AC Milan vào thời điểm này. Trong 6 trận đấu gần đây nhất trên sân nhà Artemio Franchi thì các cầu thủ Fiorentina không thua, họ đã thắng 4 trong số các trận đấu đấy rồi và cũng có một series là ba trận đấu liên tiếp như thế ở trên sân nhà họ không để thủng lưới bàn nào, điều đó cho thấy rằng là thầy trò của Stefano Pioli đã uh, bắt đầu ổn định được lối chơi của mình, đã bắt đầu thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng của chính họ mà họ gặp phải ở đầu mùa thành ra trận đấu giữa Fiorentina và AC Milan là cái cuộc đấu mà ngày xưa có thể được coi là kinh điển đấy nhưng bây giờ thì nó là trận đấu giữa hai đội bóng đang uh, đang có vấn đề, một đội bóng rất có vấn đề và một đội bóng bớt đi các vấn đề của mình rồi gặp nhau trên sân Atletico Madrid uh, không có gì ngạc nhiên cả khi mà khi mà AC Milan bị chấp và cũng không có gì ngạc nhiên cả khi một lần nữa AC Milan lại mất điểm ở trận đấu này. Tôi nghĩ đến một cái một cái chiến thắng cho các cầu thủ Fiorentina. Cảm ơn những dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những dự đoán của anh Anh Ngọc có chính xác hay không. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.